Xin chào các anh chị, ngày hôm nay Long sẽ giới thiệu cho các anh chị 5 lý do tại sao các anh chị nên sử dụng túi vải in logo để các anh chị có thể làm quà tặng doanh nghiệp nha. Trước khi bắt đầu nội dung ngày hôm nay thì Long muốn giới thiệu cho các anh chị là quà tặng Viva là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm quà tặng doanh nghiệp nha các anh chị. Ví dụ như là túi vải in logo này, hoặc là ly sứ, ấm chén, bình giữ nhiệt, in logo, khắc logo này, hoặc là bút ký, sổ tay, đặc biệt là các gift set quà tặng được sản xuất theo yêu cầu của các anh chị ha. Nếu như các anh chị và các bạn đang tìm kiếm một sản phẩm để làm quà tặng cho cá nhân này, doanh nghiệp này, hoặc là tặng cho khách hàng, nhân viên trong công ty của mình thì các anh chị có thể liên hệ ngay với quà tặng Viva nha. Thông tin liên lạc thì Long sẽ để trong phần mô tả, hoặc là các anh chị có thể đến trực tiếp văn phòng của quà tặng Viva ở một trong hai địa chỉ là 149 Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc là các anh chị có thể đến 337/4 Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Lý do đầu tiên mà Long nghĩ các anh chị nên sử dụng túi vải in logo để các anh chị có thể làm quà tặng doanh nghiệp đấy chính là diện tích in logo rất là lớn anh chị. Nếu như mà chúng ta so sánh với những mẫu quà tặng doanh nghiệp khác, ví dụ như ly sứ này hay là bình giữ nhiệt này, thì các anh chị sẽ thấy là với túi vải thì các anh chị sẽ có phần diện tích in logo rất là lớn nha, giúp cho các anh chị có thể quảng bá thương hiệu của mình một cách dễ dàng hơn. Đặc biệt hơn nữa chính là túi vải á, các anh chị có tới hai mặt để các anh chị có thể in logo lận. Đây, ví dụ như các anh chị có thể in mặt này hoặc là mặt này. Mẫu túi này là khách hàng in hai mặt luôn. Ví dụ đây một mặt này và đây một mặt này. Lý do thứ hai đấy chính là túi vải á, hoặc là túi canvas á, thì rất là thân thiện với môi trường nha các anh chị. Được làm từ sợi vải cho nên nó là thời gian phân hủy của túi vải á, cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc chúng ta sử dụng một số vật liệu khác, ví dụ như là bọc ni lông chẳng hạn. Các anh chị có thể tặng túi vải cho khách hàng của mình, giúp cho khách hàng an tâm hơn sử dụng món quà của các anh chị ha. Từ đó khách hàng cũng sẽ an tâm hơn về các cái sản phẩm dịch vụ mà các anh chị đang cung cấp. Lý do thứ ba mà các anh chị nên lựa chọn túi canvas để có thể làm quà tặng doanh nghiệp đó chính là rất là bền này, đẹp này, và rất là đa dạng về màu sắc cũng như là hình dáng nha các chị. Ví dụ như ở đây Long có một túi vải như thế này, và màu của túi vải này nó hơi ngã vàng một tí nha các chị. Đấy, ngoài ra chúng ta có những cái mẫu túi như thế này các chị, nó màu vàng như thế này, hoặc đây là mẫu túi túi vải không dệt nha các chị. Hoặc là các chị có thể lựa chọn những mẫu màu đen như thế này, hoặc là có những mẫu túi thì nó sẽ trắng tinh như thế này các chị. Còn về kích thước thì các anh chị sẽ thấy là nó cũng rất là đa dạng ha. Có những mẫu thì nó dạng hình hộp như thế này các chị. Đây ha, đây là dạng túi vải hình hộp này. Nói chung là cũng rất là đa dạng về kích thước để các anh chị có thể lựa chọn ha. Ví dụ như một túi nhỏ như thế này chẳng hạn. Còn về độ bền của những mẫu túi vải canvas này thì khỏi phải bàn rồi các chị ha, được làm từ sợi vải ha, và sử dụng công nghệ đó chính là đan len, cho nên nó là mẫu túi vải cực kỳ chắc luôn ha. Lý do thứ tư mà các anh chị có thể lựa chọn túi vải đó chính là túi vải đựng được rất là nhiều đồ và rất là tiện lợi nha các chị. Ví dụ như một mẫu túi như thế này các chị, thì các anh chị có thể đựng được tầm khoảng 5 cho tới 10 kg trong này, và nó rất là chắc chắn ha. Tiện lợi ở đây là như thế nào? Ví dụ như các anh chị muốn sử dụng thì chúng ta lấy ra chúng ta sử dụng ha. Còn nếu như mà chúng ta không muốn sử dụng đúng không? Chúng ta xếp nó lại. Đấy, xếp lại gọn như thế này. Đấy. Lúc này thì các anh chị có thể để nó vào cốp xe này, các anh chị có thể để vào trong ba lô của mình ha. Khi nào cần sử dụng thì chúng ta lại lấy nó ra ha, và chúng ta có thể sử dụng ngay lập tức. Và lý do thứ năm đấy chính là túi vải rất là rẻ nha các anh chị. Ví dụ như một cái mẫu túi như thế này thì quà tặng Viva hiện tại đang sản xuất với giá đâu đó tầm khoảng 10 cho tới 40 nghìn thôi ha, tùy theo cái số lượng mà các anh chị đặt mẫu túi vải này. Đấy, nếu mà chúng ta so sánh túi vải với những sản phẩm quà tặng khác, ví dụ như là ly sứ, ấm chén, hoặc là bình giữ nhiệt, bút ký, sổ tay thì giá túi vải là mềm nhất nha các anh chị. Tuy nhiên thì mỗi sản phẩm món quà thì nó sẽ có ý nghĩa cũng như giá trị sử dụng khác nhau ha, cho nên là giá cả nó cũng sẽ khác nhau ha. Tuy nhiên thì Long vẫn đánh giá là giá rẻ cũng là một lý do mà các anh chị nên lựa chọn túi canvas để có thể làm quà tặng doanh nghiệp nha các anh chị. Long lại giới thiệu cho các anh chị 5 lý do tại sao các anh chị nên sử dụng túi canvas để có thể làm quà tặng cho khách hàng của mình nha các anh chị. Nếu như các anh chị cần sản xuất túi canvas cũng như in logo lên mẫu túi canvas, túi vải như thế này để có thể làm quà tặng doanh nghiệp á, thì các anh chị có thể liên hệ với quà tặng Viva nha. Quà tặng Viva nhận sản xuất cũng như in logo lên những mẫu túi vải này để có thể làm quà tặng doanh nghiệp với số lượng tối thiểu là 200 túi nha các anh chị. Các anh chị có thể liên hệ với quà tặng Viva bằng cách là xem thêm trong phần mô tả này, hoặc là các anh chị có thể đến trực tiếp văn phòng của quà tặng Viva ha, ở một trong hai địa chỉ, đó chính là 149 Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hoặc là các anh chị có thể đến 337/4 Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Rất mong là video ngày hôm nay sẽ đem đến cho các anh chị những thông tin hữu ích, và nếu như các anh chị cảm thấy nó hữu ích hãy chia sẻ cho người thân người quen của mình cùng xem video này. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh đi để các anh chị có thể tiếp tục theo dõi những video khác mà Long sẽ giới thiệu cho các anh chị về những mẫu túi vải này nha các anh chị. Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những video mới ạ.